Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, một ngày đầu tuần nhiều năng lượng. Quý vị và các bạn ạ, hôm nay tôi cảm thấy rất là vui vì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta đưa một cái thông điệp cho người dân nói chung, và người dân có những cái câu trả lời, và luật sư đã có cái kịp thời điều chỉnh lại những cái hành vi có thể nói là hạn chế đến mức thấp nhất những cái vi phạm pháp luật. Tôi điển hình cho quý vị và các bạn một cái mà tôi có thể nói được, đó là có một em bảo rằng là chị ơi, em mua một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để em làm video phân biệt cho người ta rằng giấy nào là giấy giả, giấy nào là giấy thật. Tôi lập tức tôi phải làm liền cho bạn đó. Tôi bảo rằng em ơi, đừng bao giờ mua cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Tại vì nếu như trong trường hợp em mua vì một cái động cơ gì đó không biết, tuy nhiên rằng em đi lên trên em ngồi em tư vấn và phân biệt như vậy rất nguy hiểm, vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Một cái trường hợp thứ hai nữa, có một cái comment trong cái chị ơi làm cái việc mua bán bảo vệ người thứ ba nghe tình. Tôi nghĩ bầu tôi bảo chứ trời ơi, bảo vệ người thứ ba nghe tình khó lắm. Khó lắm vì các bạn biết sao không? Sau khi mà nói một cái câu chuyện quan hệ tranh chấp trước cách đó vài năm, rồi mới đến một cái giao dịch, và thế rằng là hôm nay tôi nhận được một cái thông điệp của cái vị khách hàng lớn tuổi trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Ông hiểu và hiểu rất rõ, các bạn ạ, hiểu và hiểu rất rõ về người thứ ba nghe tình. Hoan hô những cái vị độc giả của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Các bạn đã làm cho tôi cảm thấy là tôi có một cái nguồn động lực mà tiền bạc không thể mua nổi. Các bạn ạ, tiền bạc không thể mua nổi. Tại vì thông qua cái kênh luật sư Thu Đoàn, tôi đã trao cho quý vị và các bạn một cái thông điệp. Và nếu như trong trường hợp các bạn không hiểu, tôi lại tiếp tục gửi tới cái thông điệp đó. Nó không hẳn ở những cái thông điệp gọi là mua bán thừa kế, sang tên đăng bộ, mà nó đi chuyên sâu vào nội dung, mang cái nỗi đau của người trong cuộc, mang nỗi đau của thân phận một bị đơn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ mạnh dạn làm một cái video mang một cái tính chất rộng hơn, mang một tính chất đào sâu trong một cái chuyên môn, đó có tên là không đo vẽ, sử dụng, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời buộc đo vẽ. Câu chuyện của tôi xoay quanh vấn đề như thế này các bạn ạ. Có một cô đi khởi kiện chưa thừa kế quyền sử dụng đất là của cha mẹ để lại. Khi mà ba mẹ chết thì vẫn còn đứng tên của người mẹ. Trong cái quá trình mà khởi kiện tại tòa thì lý do là một người con đã đứng tên trên, đã đang quản lý sử dụng, nhưng quyền sử dụng, chủ quyền vẫn còn đứng tên của mẹ. Và thế là trong quá trình nguyên đơn đi khởi kiện không hòa giải thành, tiếp tục cái việc mà đo vẽ thì hai lần rồi quý vị và các bạn, hai lần và hai lần. Ban đầu ổng vui lắm, ban đầu ổng bảo là cứ đo đi. Xong cái khoảng 10 phút sau thấy là ông chửi toán lên. Lần đầu đi về, lần thứ hai cũng vậy các bạn ạ. Ban đầu ông nói đo đi, đất của ba mẹ, đất của tôi đâu. Nhưng sau đó ông lại không đồng ý cho đo vẽ. Và quý vị và các bạn biết không, vẫn có những cái quy định của pháp luật về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời buộc đo vẽ. Đó, hôm nay tôi mạnh dạn vì tôi cho rằng là các độc giả của chương trình Dân ta phải biết luật ta rất là thông minh, hiểu những cái thông điệp mà luật sư muốn chuyển tới. Tôi vui lắm quý vị và các bạn ạ.
Tôi vui lắm, vì nếu trong trường hợp chương trình dân ta phải biết luật ta mà chỉ phổ thông về thừa kế, về khai nhận di sản thừa kế, về những vấn đề khác, thì có lẽ rằng là sẽ không nâng được cái chất lượng của dân ta phải biết luật ta lên. Mà bây giờ các bạn biết không, trong cái luật tố tụng dân sự có những cái điều khoản. Điều khoản gì? Nếu trong trường hợp các bên đương sự không thực hiện thì sẽ làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Và đây là một trong những biện pháp ngăn chặn tạm thời buộc đo vẽ. Trở lại cái vấn đề chính của mình ngày hôm nay, khi khởi kiện đến tòa và bị đơn không đồng ý cho đo vẽ thì chúng ta sẽ làm một cái đơn gọi là đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Trong cái đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời này thì chúng ta sẽ đưa ra một cái yêu cầu: tòa ơi, cái ông bị đơn này tôi xuống 2 lần rồi, mà chính bản thân tòa cũng biết rằng là ông này ông không chấp nhận đo vẽ. Nay để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tôi yêu cầu tòa áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời buộc thực hiện một hành vi nhất định, là cho đo vẽ để tiếp tục cái việc tranh chấp ở tòa án. Chứ nếu mà giờ trong trường hợp không đo vẽ thì giờ biết làm thế nào mà để tòa án có những cái phán quyết. Tôi chấp nhận những cái khoản thanh toán về phí cưỡng chế, phí đo vẽ chẳng hạn, thì tòa án, cái trình tự của tòa án sau khi mà nhận được cái đơn xin áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời và xét thấy rằng cái việc đo vẽ này không thể thực hiện thì tòa sẽ ban hành cái quyết định buộc đo vẽ. Mình nói nôm na là quyết định về việc đo vẽ và gửi qua cơ quan thi hành án cung cấp. Cơ quan thi hành án cung cấp sẽ phối hợp, sẽ bỏ một cái lịch ra để xuống cưỡng chế việc đo vẽ. Các bạn ạ, các bạn thấy không, từ xưa đến giờ trên 600 video tôi vẫn chưa bao giờ nói cho quý vị và các bạn cái hành vi buộc đo vẽ trong cái quá trình tranh chấp tại tòa án. Và hôm nay tôi quyết định đưa cái thông tin này cho quý vị vì tôi cho rằng độc giả của chương trình dân ta phải biết luật ta hiểu rồi. Bây giờ không nói về những điều luật cơ bản nữa mà nói chuyên sâu vào trong cái nội dung. Vậy thì rút lại cái vấn đề rằng nếu trong trường hợp chúng ta đi khởi kiện ở tòa tranh chấp tài sản chung, chúng ta đi khởi kiện ở tòa tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng ta đi khởi kiện ở tòa tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, chúng ta đi khởi kiện ở tòa tranh chấp quyền sử dụng đất, nếu trong trường hợp bị đơn không đồng ý đo vẽ thì chúng ta sẽ có một cái động tác để bảo vệ nguyên đơn, mà yêu cầu tòa án bằng việc chúng ta làm một cái đơn, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời buộc đo vẽ. Và dĩ nhiên chúng ta phải mất thêm một cái chút phí gọi là phí cưỡng chế, vì tòa án là một cái cơ quan quyền lực. Giờ ông đo vẽ được rồi, không lẽ chịu chết, chịu thua ông bị đơn hả? Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng cái thông điệp của tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, nâng lên cái chất lượng, cái kiến thức của một người dân, mà đặc biệt tôi sẽ song hành đến quý vị và các bạn trong suốt năm 2019. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi mà tôi cho thẳng ra độc và lạ, mà nó thiết thực, nó gần gũi, tuy nhiên rằng là chúng ta không thể nào mà ai trả lời được, thì hãy đưa đến chương trình Dân ta phải biết luật ta. Hy vọng rằng những video lần tới tôi sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những cái thông điệp chuyên sâu vào nội dung đi tòa án, chuyên sâu vào hơn nữa những cái quy định của pháp luật. Nó không phải nhàn nhàn gọi là gì ta, nhạt như nước ốc, mà nó sẽ đưa cho quý vị và các bạn vào một cái cuộc chơi
mà chúng ta là những người trong cuộc. Chúng ta có thể trả lời với tòa án: tòa ơi, tại sao không đo vẽ được? Tòa bảo giờ bây giờ phía bên bị đơn họ không đồng ý yêu cầu đo vẽ. Thì chúng ta sẽ nói rằng: tòa ơi, trong trường hợp này tôi sẽ làm một cái đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời buộc đo vẽ, và tòa giúp tôi. Đây là cái quyền của đương sự, cái quyền của nhân nguyên đơn để yêu cầu tòa được sự chấp thuận của tòa áp dụng những cái biện pháp buộc đo vẽ, là một trong những cái cơ sở để có cái phán quyết của tòa. Tại vì nếu trong trường hợp không đo vẽ thì làm sao chia thừa kế được? Tổng diện tích là 1.000 m², mỗi người được 200 m². Mình đi khởi kiện vậy đó. Nhưng giờ người ta không cho đo vẽ, ta bảo là không để đo vẽ được. Thì làm như thế nào để bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật? Làm thế nào để ra quyết định công nhận sự thỏa thuận? Chúng ta buộc lòng phải đo vẽ. Đo vẽ trong trường hợp này gọi là cưỡng chế đo vẽ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Các bạn nhớ nha, tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn trong trả lời những cái câu hỏi mà quý vị và các bạn gửi đến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe. Tôi xin trân trọng cảm ơn.